Quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thần thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai, cũng chẳng có gì để sai. Quan trọng phải là